có một sơn trà thật đẹp, có một sơn trà thật bình yên, một sơn trà thật hùng vĩ và nên thơ. Ngoài vị thế trọng yếu chiến lược về an ninh quốc phòng, sơn trà còn được đánh giá là bán đảo độc nhất vô nhị với hệ sinh thái rừng tự nhiên gắn liền với biển duy nhất ở Việt Nam, và là một trong 200 vùng sinh thái tiêu biểu trên toàn cầu với khoảng 1.000 loài thực vật, trong đó có hơn 22 loài quý hiếm, và là nơi sinh sống của gần 300 loài động vật, và hiện có 15 loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng. Thiên nhiên hào phóng ban tặng cho sơn trà vẻ đẹp trù phú hiếm nơi nào có được. Đây là nơi có nhiều vị trí cảnh quan đẹp và thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, như đỉnh Bàn Cờ, đồi Vọng Cảnh, Hòn Nghê, Bãi Bụt, Bãi Tiên Sa, cây đa cổ thụ ngàn năm, ngọn hải đăng, chùa Linh Ứng. Chính vì vậy, lượng khách đến với bán đảo sơn trà đang tăng nhanh. Lượng khách tăng, lượng rác cũng tăng theo. Thiên nhiên sơn trà đang phải đối diện với nhiều thách thức. Dưới tác động của con người tại bán đảo này, lượng rác thải đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường cảnh quan thiên nhiên. Đã có rất nhiều người đến đây vui chơi, ngắm cảnh, nhưng lại quên mang rác về. Có một người đàn ông cũng say mê sơn trà. Sau những giờ làm việc, anh lại lên núi ngắm thành phố, hòa mình vào thiên nhiên. Nhưng rồi anh nhận thấy ở đây bị bẩn dần bởi lượng rác ngày một nhiều hơn do du khách để lại sau mỗi lần ghé thăm sơn trà. Từ đó anh bắt đầu nhặt rác quanh bán đảo này. Và công việc ấy đến nay đã được hơn 8 năm. Đó là anh Đào Đặng Công Trung, một công dân Đà Nẵng. Với tâm niệm việc làm của mình, góp phần mang lại vẻ đẹp trong lành cho lá phổi xanh của thành phố, nên cứ đầu giờ sáng trước khi vào làm việc hay cuối mỗi ngày, anh lại mang một kẹp sắt dài để đi nhặt rác. Là chúng ta hãy tăng cường giám sát, nhắc nhở. Hai nữa là để những cái bảng rất là lịch sự, rác mang đi vui lòng mang về. Chỉ lấy đi những bức ảnh, hãy để lại những dấu chân vì tương lai môi trường của chúng ta và con em chúng ta. Và các cái thùng rác được bố trí phù hợp hơn. Hơn nữa là có người lấy thường xuyên hơn. Tại vì bây giờ ở trên này không có người lái về thì rác đầy, thì các loài động vật, ví dụ khỉ, nó sẽ lục, nó tìm thức ăn. Không chỉ nhặt rác ở rừng sơn trà, giờ đây anh Trung còn lặn xuống biển để nhặt rác. Nhặt rác ở dưới biển thì khó khăn gấp nhiều lần ở trên bờ. Nhưng vượt qua tất cả, anh đã góp phần làm sạch môi trường nước ở bán đảo sơn trà khi đã vớt được nhiều chai lọ bị mắc dưới đáy biển nhiều năm trời, và đã có nhiều rạn san hô bị chết khi bị rác thải đè lên. Việc nhặt rác của anh Trung không chỉ giúp cho sơn trà xanh hơn, mà còn có sức lan tỏa về tình yêu thiên nhiên đến những người xung quanh. Các cơ quan chức năng đã bố trí các thùng rác và biển khuyến cáo giữ gìn vệ sinh môi trường dọc các tuyến điểm du lịch. Tuy vậy, biển bản chẳng có ý nghĩa gì nếu con người không ý thức. Rác đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sức khỏe của chúng ta và những loài động thực vật và cả độ đa dạng sinh học của sơn trà. Tại các khu vực chứa rác, hàng ngày có cả trăm lượt khỉ kéo về đây để bới rác tìm thức ăn. Đây là hệ lụy của việc thời gian dài, tình trạng du khách lên núi sơn trà cho khỉ và các loài động vật ăn thức ăn, khiến chúng mất dần bản năng tìm kiếm hoa quả thức ăn ngoài tự nhiên, hình thành những tập tính xấu. Từ việc tìm kiếm đồ ăn tự nhiên trong rừng, giờ đây loài khỉ chỉ chờ đợi người mang thức ăn đến, mà phần lớn là những loại bánh kẹo của con người, nên dẫn đến những căn bệnh như là rụng lông, béo phì. Nguy hiểm hơn, sau khi bới tìm thức ăn dơ bẩn, đầy vi khuẩn, đàn khỉ lại kéo xuống khu vực có đông du khách để tìm thức ăn. Tại đây, nhiều du khách vì thỏa mãn tò mò đã cho khỉ ăn các loại thức ăn
hay là cố tình chọc tức khiến chúng nổi giận. Và đã có một số vụ việc du khách bị thương do khỉ tấn công. Mà trẻ em là đối tượng có nguy cơ dễ bị tấn công nhất. Tuy nhiên đến nay, tất cả chỉ mới dừng lại ở việc nhắc nhở là chính, chưa có chế tài xử lý để ngăn tình trạng này. Tôi rất là mong muốn người dân và du khách đến với Sơn Trà tôn trọng cái thiên nhiên, tôn trọng cái đời sống hoang dã của các động vật, vọc, khỉ và các động vật khác. Vì đó là tài nguyên thiên nhiên tương lai của chúng ta. Và chúng tôi mong muốn mọi người đến gìn giữ vệ sinh môi trường cũng như phòng chống cháy nổ ở trên khu vực Sơn Trà, cũng như là giữ gìn cái môi trường thiên nhiên và cái đời sống hoang dã của các động vật đấy. Khỉ gãy chân, loài xương, bị xe tông chết, ăn thức ăn ôi thiêu là tình trạng đang diễn ra tại núi Sơn Trà. Nơi đây vốn là mái nhà bình yên của các loài động vật hoang dã, nhưng dưới sự tác động thô bạo của con người, chúng phải đối mặt với vô vàn bất an ngay trong môi trường sống của mình. Vào giữa tháng 9 năm 2019, trên trang Facebook Quản lý Đô thị Đà Nẵng Tiện nghi Xanh Sạch Đẹp đã đăng tải hình ảnh một con khỉ bị gãy chân, loại xương. Nguyên nhân có thể là do mắc bẫy. Sau đó, con khỉ này đã được một bệnh viện thú y cứu giúp. Và đau lòng thay, trên núi Sơn Trà còn có nhiều con khỉ cũng bị cụt tay, cụt chân. Mặc dù các ngành chức năng đã tăng cường công tác truyền thông cùng với việc tuần tra, truy quét bảo vệ rừng Sơn Trà, nhưng các đối tượng vẫn vào rừng bậy bắt các loài động vật hoang dã. Đây cũng là một vấn đề đang diễn ra tại bán đảo này. Năm 2016, anh Phạm Tài Minh, thành viên nhóm nghiên cứu giảng dạy môi trường và tài nguyên sinh học Đại học Đà Nẵng, đã cùng nhóm của mình thực hiện công việc điều tra, xác định thành phần loài, sức khỏe hệ sinh thái, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, tìm hiểu các nguyên nhân gây ảnh hưởng để đề xuất các biện pháp giảm thiểu, hạn chế ảnh hưởng các hoạt động của con người đến hệ sinh thái. Qua công việc của mình, anh Tài Minh cùng với nhóm của anh đã phát hiện những bẫy thú đặt tại Sơn Trà. Và công việc phá bẫy thú của anh cũng bắt đầu từ đây. Sợi dây tại sao mình lại đi phá những cái bẫy? Tại vì qua cái quá trình mà mình tham dự, mình đi á, nghiên cứu mình thấy những cái con vật, những cái con khỉ, những cái bạn khỉ á, bạn ấy bị cụt những cái tay, cụt những chân, thì mình rất là xót. Thì từ đó mình đi mình gặp những cái đối tượng mà cảm thấy không biết là nó giống như là mình, cái linh cảm mình cảm thấy khả nghi á, thì mình thấy họ không có được tốt thì mình mới theo dõi. Thì sau khi mà họ đi rồi thì mình mới bắt đầu mình đi theo con đường mà lúc trước họ đã đi, để mình vô tình mà phát hiện ra những cái bẫy đó. Tới Sơn Trà với tình yêu, và chúng ta tới đây là chúng ta bảo vệ thiên nhiên. Vậy thì khi chúng ta tới bảo vệ thiên nhiên thì chúng ta phải tôn trọng thiên nhiên. Và trước khi mà tôn trọng thiên nhiên thì chúng ta phải có trách nhiệm, và chúng ta phải chung tay để cùng nhau là giữ gìn cái môi trường nó trong lành và nó đảm bảo cái sự hoạt động bình thường của các loài thú rừng. Mỗi người có những cách làm khác nhau để bảo vệ, giữ gìn và thể hiện trách nhiệm, tình yêu của mình với môi trường sống. Bán đảo Sơn Trà chính là hòn ngọc, báu vật thiên nhiên ban tặng. Mỗi ngày, rừng ở đây tái tạo lượng oxy cung cấp cho hơn 4 triệu người, trong khi dân số Đà Nẵng hiện mới hơn 1 triệu. Nếu vùng này không được bảo vệ, thì không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái, mà còn tác động đến hệ san hô, hải sản ven bờ, chất lượng cát vùng biển Đà Nẵng. Mình nghĩ thì khách du lịch đây chủ yếu là để chụp hình vui chơi giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi không? Đồ ăn thức uống thì mình nên đem đến thùng rác để mình để, hoặc nếu mà không có thì có thể để tạm trong túi sách của mình, chứ không nên xả lung tung, còn để vẻ đẹp đó còn cho những người sau đến chiêm ngưỡng nữa. Yêu động vật thì hãy bảo vệ môi trường, bảo vệ căn nhà sống của chúng, chứ đừng nên là cho chúng ăn hay là lợi dụng vì một mục đích nào khác. We need to keep it clean. And it's very important, I think, everywhere to pick up after the garbage and keep these sites natural and clean and leave as little impact as possible. Từ bao đời nay, bán đảo Sơn Trà,
như cánh tay người mẹ hiền vươn ra biển lớn để che chở cho người dân Đà Nẵng. Do vậy, cần được gìn giữ và phát triển sơn trà một cách bền vững. Sơn trà mênh mang biển hát, giấc mơ Đà Nẵng ước vọng bao đời. Sơn trà đón mời bạn bè gần xa, pháo hoa hội ngộ khát khao nở bừng. Pháo hoa hội ngộ khát khao nở bừng.